Chào mừng các bạn đã đến với channel của kênh mua sắm trực tuyến Meta.vn. Có thể bạn chưa biết, trên chiếc giường ngủ của chúng ta ngoài bụi bẩn, tóc, lông, vi khuẩn, virus còn có những hạt bụi nhỏ có thể gây hen suyễn, viêm phế quản và các bệnh dị ứng qua da. Việc sở hữu một chiếc máy hút bụi giường nệm cầm tay là một sự lựa chọn sáng suốt và vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, Meta sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy hút bụi trên giường Tirus TS9305. Ngay bây giờ hãy cùng Meta khám phá và trải nghiệm thử sản phẩm này xem sao nhé. Trước tiên, như các bạn có thể thấy thì sản phẩm Tirus TS9305 có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, thân máy làm từ nhựa cao cấp có độ bền và chắc chắn cao, chịu được va đập. Riêng bộ phận bàn hút được làm từ nhựa dẻo giúp bảo vệ các loại vải, da trong quá trình hoạt động. Đầu hút của máy hút bụi cầm tay được thiết kế với kích thước là 22cm, lớn hơn nhiều so với các dòng máy hút khác trên thị trường. Kích thước này cho phép người sử dụng không mất quá nhiều công sức và tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Máy sở hữu bàn chải đa năng xoáy có đường kính dài 35mm, kết hợp cùng công nghệ đập hút lốc xoáy 360 độ giúp chăn màn của bạn luôn sạch sẽ. Sản phẩm có dây cắm điện dài 5m giúp bạn di chuyển và làm sạch thuận tiện, không bị vướng và hạn chế về khoảng cách. Máy sở hữu hệ thống làm sạch 4 lớp màng gồm 2 lớp đập và đánh, tia hồng ngoại diệt khuẩn đánh bay mọi hạt bụi, vi khuẩn dù là cứng đầu nhất. Hệ thống màng lọc gió của máy bao gồm màng lọc gió đầu vào MIF và màng lọc gió ra HEPA. Tirus TS9305 có công suất hoạt động lớn lên đến 400W và tần suất đập là 1.400 lần một phút, cho khả năng hút mạnh, quét nhanh, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh chỉ trong vài lần hút. Bên cạnh việc diệt sạch lũ mạt thì máy hút bụi trên giường Tirus còn có gắn hệ thống phát tia hồng ngoại giúp diệt sạch hơn 90% vi khuẩn. Đèn hồng ngoại UCV 160mm có thể phóng tia trong phạm vi 253,7mm, diệt được nấm mốc bảo vệ sức khỏe bạn, nhất là trong khí hậu nồm ẩm đặc trưng tại Việt Nam. Ngoài ra, hiệu suất phân ly màng lọc của sản phẩm đạt đến 99%, giúp hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm thứ cấp hiệu quả. Máy hút bụi trên giường Tirus TS9305 có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi. Máy có dây điện dài 5m thuận tiện cho việc dọn dẹp. Máy sở hữu hệ thống làm sạch 4 lớp màng, được tích hợp công nghệ 4 màng lọc hiện đại. Máy còn được ứng dụng công nghệ diệt khuẩn đèn hồng ngoại UCV tiên tiến. Bàn chải của máy có đường kính 35mm kết hợp với công nghệ lốc xoáy 360 độ. Máy có hiệu suất 400W, tần suất đập 1.400 lần một phút. Máy có khả năng làm sạch hiệu quả và nhanh chóng. Máy có đầu hút bụi lớn giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy hút bụi trên giường Tirus TS9305. Với khả năng hút bụi, làm sạch hiệu quả và giá cả phải chăng thì chiếc máy hút bụi Tirus này chính là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp bạn có một chiếc giường thơm tho, sạch sẽ, đảm bảo giấc ngủ cho cả gia đình. Để đặt mua sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website meta.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline tại Hà Nội 024-3568-6969, tại thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666 để được tư vấn mua hàng. Meta giao hàng trên toàn quốc và miễn phí giao hàng đối với khu vực nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất từ meta.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!